Hello, chào mừng anh chị đã quay trở lại với Ichimoku Việt Nam và quay trở lại với video cùng em An. Ở trong video ngày hôm nay thì em An sẽ chia sẻ với anh chị một cái về điểm mua của một cái cổ phiếu ở trong nhóm chứng khoán. Anh chị nha, như anh chị đã biết thì ở trong những cái giai đoạn vừa rồi chúng ta cũng đã tham gia vào rất là nhiều cổ phiếu chứng khoán, cũng như là những cái nhịp gần đây thôi chúng ta cũng đã có tham gia, cũng như là em An cũng đã nhắn cho anh chị có thể là những cái cổ phiếu mà yếu mà chúng ta có thể đang bị kẹp ở cái giai đoạn vừa rồi ấy, thì chúng ta cơ cấu sang những cái cổ phiếu khỏe hơn ở trong nhóm chứng khoán như là HCM, như là FTS, như là MBS đó, thậm chí là cả Dabaco đúng không, cũng đều là những cổ phiếu mà nó đang mang lại cái mức lợi nhuận và cái sự hồi phục rất là tốt cho anh chị đó. Tuy nhiên thì em vẫn đánh giá rất là cao cái nhóm chứng khoán, thực sự với mọi người là như vậy đó. Thì nếu như mà anh chị nào mà chưa có cái cổ phiếu chứng khoán ở trong danh mục của mình thì đây sẽ là một cái video dành cho anh chị đó. Với cái tình hình của thị trường hiện tại cũng như là những cái vĩ mô trong giai đoạn tới thì em nghĩ là cái nhóm chứng khoán sẽ vẫn là một cái nhóm mà cực kỳ hấp dẫn, rất nhiều câu chuyện, và anh chị nên có một cổ phiếu ở trong danh mục mọi người nha. Đó thì cái cổ phiếu ngày hôm nay em An muốn chia sẻ tới anh chị đấy là cổ phiếu SSI mọi người nha. Đó thì đây là một cái cổ phiếu mà cũng có cái chart đồ thị vẫn đang rất là đẹp, cũng như là những cái câu chuyện về phát hành thêm, về trả cổ tức của SSI chúng ta cũng đã đều có rồi đó. Rồi thêm một cái nữa là về cái thị trường và cái vĩ mô của chúng ta trong những giai đoạn tới đúng không, thì nó vẫn là một cái tín hiệu rất là tích cực cho các cái cổ phiếu chứng khoán, nó sẽ còn rất nhiều cái dư địa đó. Thì để phân tích kỹ hơn thì đầu tiên là em An sẽ chia sẻ với anh chị về cái kế hoạch trả cổ tức cũng như là phát hành thêm của SSI để anh chị có thể nắm được và có thể thấy được những cái sự hấp dẫn của cái cổ phiếu SSI này mọi người nhá. Đó ok, thì trước khi mà đi vào nội dung của video, mọi người anh chị mình đang theo dõi thì có thể là ủng hộ cho em An một cái lượt like cũng như là thật là nhiều những cái trái tim màu tím ở dưới phần bình luận mọi người nhá, để em biết được rằng là những cái chia sẻ của em nó mang lại được những cái sự hiệu quả, những cái sự hữu ích cho anh chị nhà đầu tư đó. Và đặc biệt là nếu như mà anh chị yêu quý thì hãy nhớ liên hệ với em An qua cái số điện thoại trên màn hình để em có thể là hỗ trợ anh chị cơ cấu danh mục hoặc là tìm kiếm những cổ phiếu khỏe, những cái điểm mua bán thật là đẹp cho anh chị đó anh chị nhé. Ok, thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Thì đầu tiên sẽ là cái kế hoạch chi trả cổ tức cũng như là phát hành thêm nha mọi người nha. Rồi chúng ta có thể thấy trên màn hình về kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2023 thì hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10%, tương đương với số tiền dự chi là 1.511 tỷ đồng. Đó, chúng ta đã có một cái mức cổ tức bằng tiền mặt 10% rồi này. Đấy, rồi tiếp theo, anh chị có thể thấy ở bên dưới này, SSI cũng tiếp tục thực hiện phương án chào bán phát hành cổ phiếu đã được thông qua năm 2023. Đó, cuối tháng 12 năm 2023, cổ đông SSI đã thông qua hai phương án tăng vốn bao gồm là phát hành hơn 302,2 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn đó theo tỷ lệ là 10-20 đó, và chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 15.000 đồng trên một cổ phiếu theo tỷ lệ là 110, tức là cũng là 10% đó. Tức là vậy, chúng ta sẽ có tổng cái lượng mà cổ tức và phát hành thêm ở giai đoạn này của SSI nó lên tới mức 40% đấy, nó lên tới mức 40% anh chị nha. Thì đây là một cái game em nghĩ là tương đối hấp dẫn cho nhóm chứng khoán, đặc biệt trong cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta đang chuẩn bị đưa KRX vào vận hành này đúng không, thì chắc chắn là cái thanh khoản rồi cái doanh thu lợi nhuận của các công ty chứng khoán nó sẽ được tăng lên đấy. Rồi cũng như là trên cơ sở đó thì có thể là trong những cái thời gian tương lai, trong những cái giai đoạn tương lai thì có thể thị trường chứng khoán chúng ta cũng sẽ có thêm những cái sản phẩm, những cái dịch vụ mới rất là hấp dẫn, và nó cũng sẽ mang lại những cái doanh thu tăng thêm cho công ty chứng khoán đúng không ạ. Và những cái câu chuyện về nâng hạng thị trường cũng đang rất là nóng, và cũng tương lai cũng sẽ được chúng ta bắt buộc là phải 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 hoàn thành thôi, đâu đó có thể là trong năm 2025 đó, em nghĩ là trong năm 2025 đúng không, tức là nó sẽ còn rất nhiều câu chuyện. Đấy, cộng với thị trường của ta thì nhìn chung là đang có một cái diễn biến rất là tích cực, một cái xu hướng tăng về mặt chung dài hạn
rất là tích cực đó. Cho nên là cái nhóm chứng khoán mọi người kể cả trong những cái giai đoạn mà vừa rồi ấy, khi mà thị trường chỉnh, các cổ phiếu chứng khoán chỉnh rồi, những cái thông tin nó liên quan đến KRX nó không được quá, nó không được đưa vào hoạt động ngày mùng 2 tháng 5 đúng không, thì rất là nhiều đội nhóm, rất là nhiều room có thể là nói rằng là cái nhóm chứng khoán thì nó đã gọi là gần như là mất đi cái sự hấp dẫn đúng không, mất đi cái sự hấp dẫn. Nhưng mà với quan điểm của em An thì kể cả trong những cái giai đoạn mà nó vừa ra những thông tin mà không được đưa vào hoạt động ngày mùng 2 tháng 5 đúng không, thì em vẫn nói mọi người là phải có những thông tin đấy thì chúng ta mới có những vùng giá mua nó tốt như vậy, những cái vùng giá mua chung dài hạn rất là đẹp để chị gom hàng rất là đẹp đúng không ạ. Đó, cái câu chuyện ở trên thị trường của nhóm chứng khoán ấy, có thể là nó chưa đưa vào hoạt động đấy, nhưng mà anh chị hãy yên tâm một điều là cơm không ăn thì gạo còn đó đúng không. Cho nên là đấy, khi mà cái thông tin xấu ra các cổ phiếu chứng khoán nó rung lắc, nó điều chỉnh, nó là một cái cơ hội rất tốt để cho anh chị gom hàng đó mọi người nha. Rồi thì đấy là về cái thông tin về trả cổ tức của SSI, trả cổ tức và phát hành thêm của SSI. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi qua trả đồ thị của SSI nha. Đó, đồ thị của SSI đây, anh chị thấy là chúng ta đã có một cây nến anh chị nha, đã có một cây nến vượt được giao găm 65 đó. Nhưng mà tính ra là chúng ta có hai cây nến là vượt được cái vùng 36.1, 36.2 rồi đó. Thì đây là một cái tín hiệu khá tích cực, như hôm trước em có chia sẻ với mọi người ở trong group Zalo hoặc là trong các buổi live stream ấy, đúng không? Mọi người có nhớ là em có nói mọi người là khi mà VN-Index nó vượt được SSI nó vượt được vùng 36.2 thì nó sẽ là một cái tín hiệu khá tích cực. Đó, nó vượt được cái vùng nền ngắn, cái nền ngắn hạn này là một cái tín hiệu rất là tích cực. Đặc biệt là bây giờ nó cũng đã vượt lên được trên giao găm nữa rồi. Thì đây là một cái mà em nghĩ là rất là tích cực, rất là chạc đồ thị của SSI trong khung daily đang rất là đẹp. Đó, chúng ta điểm qua một chút trong khung tuần. Đó, khung tuần anh chị thấy tuần vừa rồi thì đã vượt lại được cái vùng cân bằng, vượt được vùng cân bằng, vượt được Kijun phẳng là một cái tín hiệu rất là tích cực cho cổ phiếu SSI. Và trong những cái tuần tới đây nó sẽ có những cơ hội, có thể là sẽ đi ngang tích lũy ở quanh vùng này 1-2 tuần cũng không sao hết mọi người nhé, vẫn là hoàn toàn tích cực. Sau đấy nó sẽ lấy đà để tiếp tục đi lên, thậm chí là sẽ vượt đỉnh cũ đó, vượt cái vùng 39 này đúng không ạ, để hướng tới những cái vùng bên trên này chúng ta có thể là lên tới vùng 47 là rất là cao nha, rất là cũng một cái mức mức lợi nhuận cũng rất là hấp dẫn. Chưa kể là vừa cái câu chuyện trả cổ tức cũng như là phát hành thêm chúng ta vừa chia sẻ đúng không ạ. Đấy, cho nên là với cổ phiếu SSI thì em nghĩ là đang là một cái cổ phiếu rất là hấp dẫn cả về cái trạng đồ thị để cho anh chị đánh ngắn nha. Đó, anh chị đánh ngắn có thể là anh chị đánh quanh vùng này, lên đến đỉnh cũ trên này chúng ta cũng đã được đâu đó khoảng quanh quanh khoảng tầm 10%, mà khi nó vượt được nền này thì nó đi lên nó cũng sẽ rất là nhanh thôi. Đó, có thể là nó sẽ đi quanh vùng này một khoảng thời gian, sau đấy nó ra khỏi mây cái là cái cơ hội bật tăng của nó cực kỳ cao đấy mọi người nha. Đó, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới những vùng giá tầm 39-40 này, đấy là cho anh chị đánh ngắn hạn đó, đấy cho anh chị đánh ngắn hạn. Còn những anh chị mà có cái sự kỳ vọng trong trung dài hạn phù hợp với cái phong cách của em An, thực sự với em An thì cái nhóm chứng khoán nó vẫn là một cái nhóm mà anh chị có thể mua ở, kể cả trong những nhịp chỉnh vừa rồi đúng không, rất nhiều cổ phiếu về cái giao găm trong khung tuần rồi giao găm ở trong khung daily để đều nói mọi người là anh chị có thể là cứ mua gom đi đúng không, hãy chia tỷ trọng ra mua gom đi rất là đẹp đó. Nhưng đến thời điểm hiện tại cũng tương tự như vậy đấy, vẫn là những cái vùng để anh chị có thể là tham gia để mua cho một cái nhịp nắm giữ chung dài hạn. Ví dụ như là SSI thì anh chị có thể mua chúng ta để trước mắt là chúng ta đánh những cái game cổ tức, game phát hành thêm đúng không, cũng rất là hấp dẫn đấy. Rồi xa hơn chúng ta có những câu chuyện như là KRX, như là nâng hạng thị trường đó. Cho nên là với đồ thị của SSI trong khung daily hiện tại đang rất đẹp nha, nó đã vượt được cái giao găm 65 rồi, thì trong những phiên tới, đó là phiên thứ hai tuần vừa rồi đó, phiên thứ hai tuần vừa rồi là phiên thứ hai tuần tới này, tức là ngày 20 tháng 5 là anh chị hoàn toàn có thể tham gia với cổ phiếu SSI ở vùng giá 36.2 đến 36.4 này, là một vùng giá tham gia rất là đẹp anh nhỉ, là một vùng giá tham gia rất là đẹp để anh chị đánh ngắn hạn đi lên đỉnh cũ. Còn trung dài hạn chúng ta sẽ kỳ vọng những cái game đỉnh cũ này, rồi đánh những cái game phát hành thêm, rồi cả trả cổ tức các thứ, KRX, rồi nâng hạng thị trường. Đó là một cái rất là tích cực, đó rất là triển vọng anh chị nhá. Thì anh chị nào mà chưa có cổ phiếu chứng khoán thì hãy quan tâm và hãy tham gia vào SSI đi.
Đó, anh chị nào mà cũng muốn tham gia, cũng yêu quý, cũng thích, cũng thấy đồ thị của SDI nó rất là đẹp và thấy những câu chuyện của SDI nó rất là hấp dẫn, rất là thú vị, thì mà chưa dám đầu tư, chưa dám mua bán thì hãy liên hệ với em A, anh chị nhé. Đó, chúng ta có cùng cái mối quan tâm về cổ phiếu SDI trong giai đoạn tới, và cũng sẽ chắc chắn là em sẽ cũng sẽ nhắn cho chị khách hàng của em đầu tư, và tương tự như em cũng sẽ đầu tư với cổ phiếu SDI. Đó, thì anh chị có thể inbox cho em A, mọi người nhé, ebook qua số điện thoại trên màn hình cho em A. Đó thì em sẽ hỗ trợ mọi người hoàn toàn là miễn phí đó, và kể cả như trong giai đoạn này thì cũng không thể làm gì được, mở tài khoản các thứ thì cũng chưa làm gì được, bởi vì là anh em hiện tại thì chưa tìm được một cái biến đỗ mới đó, chưa tìm được một cái biến đỗ mới, nên vẫn đang là hoạt động gọi là dựa trên cái sự dựa trên tình cảm và dựa trên cái sự yêu quý của anh chị đó, để chúng đang tiếp tục những cái công việc livestream rồi làm video để hỗ trợ anh chị nhà đầu tư đó. Thì trước mắt anh chị cứ inbox cho em An để em An hỗ trợ mọi người, cũng như là khi nào mà những cái điểm mua của SI hoặc là những cái thông tin của SI chúng ta có đó, có những cái gì mới thì em sẽ cập nhật cho mọi người anh chị nha. Đấy, trong nhóm chứng khoán này chị biết là trong room của em thì cũng tham gia rất nhiều từ giai đoạn trước, từ VGI, SHS rồi HCM, MBS, CTS, trong giai đoạn vừa rồi thì đều mua mua mới rồi đảo các cái cổ phiếu yếu đảo sang cũng rất là nhiều rồi đó. Đây mọi người có thể thấy này, đây đó mọi người nha. Đây đó, đây là cái hôm mà em đảo sang thì nha, đây đây là một số cổ phiếu yếu trong room nha. Thì em có nhắn cho anh chị là nếu như anh chị mà có những mã này thì mọi người có thể mua đảo sang các mã, ví dụ như Damaco, như FDS hoặc HCM đó. Thì những cái lúc này là Damaco nó quanh vùng 29 thôi, FDS thì nó quanh vùng 57 58, quanh vùng 58.x, HCM thì đây quanh vùng 27.85 đây. Đấy, sau đó em có nhắn cho anh chị mua mới này đúng không ạ. Đấy rồi MBS em có nhắn cho một vài anh chị nhà đầu tư riêng lẻ, không nhắn trong room, nhưng mà em có nhắn cho một vài anh chị nhà đầu tư riêng lẻ để đảo sang đúng không. Thì anh chị thấy là hiện tại thì em nghĩ là cũng rất là ok rồi, MBS hôm vừa rồi cũng tăng rất là mạnh đúng không ạ, đó cũng tăng rất là mạnh vượt đỉnh rồi đấy. Thậm chí anh chị nào mà quan tâm MBS trong những phiên tới nó chỉ cần rung lắc xuống những vùng bên dưới này thôi, anh chị mua thêm cho em rất là thoải mái thôi đó. Thì đấy là những cái chiến lược về cổ phiếu SSI anh chị nha. Nếu như anh chị quan tâm thì đừng quên liên hệ với em An, hoặc là anh chị có thể là mua theo những cái kế hoạch mà em An chia sẻ anh chị, nhưng mà tốt nhất thì anh chị nên có thể là kết nối với em An, kể cả không chưa mở tài khoản hoặc các thứ thì cũng không sao cả đâu, giai đoạn này thì anh em vẫn hỗ trợ mọi người hoàn toàn free và hoàn toàn thoải mái thôi, anh chị đừng ngại ngần gì cả mọi người nhé. Đó thì ok, em sẽ xin phép kết thúc video ở đây. À quên, vùng cắt lỗ mọi người nhé, nếu như mà chẳng may trường hợp xấu nha thì mất cái vùng 35 anh nha, nếu đóng đến mất vùng 30 35 thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta thoát với SSI, nhưng mà trường hợp này rất là khó anh chị nhá. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong các cái video tiếp theo. Hy vọng rằng là anh chị sẽ ủng hộ cho em An nhiều hơn nữa, cũng như anh em ITP nhiều hơn nữa qua những cái câu chuyện ở trong suốt những giai đoạn vừa rồi đúng không, để anh em có thể là quay trở lại với cái trạng thái bình thường, cũng như là có thể hỗ trợ anh chị mình nhiều hơn, nhiệt tình hơn và hiệu quả hơn anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.